Phương Anh dùng bộ skincare của SK2 cũng là cho da lão hóa sau 25 tuổi mới dùng, nhưng mà Phương Anh vẫn dùng từ lúc 19 tuổi. Chắc là mong là sẽ trẻ hơn được vài năm. Hiện tại của Phương Anh là 49 cân, vừa mới giảm được 1 cân. Và số đo 3 vòng là 78, 60, 85, thẳng. Mình không bao giờ hài lòng với số đo của mình. Còn cân nặng thì mình mong là vẫn giữ nguyên ở đó. Nhưng mà trông nhìn thì lại vẫn nảy nở ấy. Đấy. Muốn đạt được đó chính là 90, 60, 90 như các thiên thần Victoria's Secret. Để mà được như mình mong muốn thì mình sẽ đi tập gym, nhưng mà cái biện pháp này cũng khá là lâu nên cũng hơi lười. Dạo này đi quay nhiều quá nên là cũng không đi tập gym được. Và nếu mà đi có thời gian thì Phương Anh sẽ đi tập gym này và đi bơi này. Xong rồi thì mình sẽ ăn những cái đồ ăn ít clean chứ không ăn dầu mỡ quá nhiều. Mình thì thường quan điểm của mình là khi mà mình ở nhà nấu ăn ấy thì mình sẽ chỉ nấu những đồ ăn ít clean hoặc và dễ làm. Còn nếu mà những cái đồ ăn khó chiên dầu mỡ thì mình sẽ đi ra hàng ăn để cho nó ngon hơn, vì mình không thể làm nấu ngon như người ta được. Bí quyết chăm sóc da của Phương Anh là Phương Anh sẽ bôi dưỡng và mỗi ngày từ sáng cho đến tối. Và sẽ thỉnh thoảng một tuần Phương Anh sẽ có một buổi đi spa, hoặc là một tuần Phương Anh sẽ có một buổi spa tại nhà, đó là tự tẩy da chết và bắt đầu bôi mặt nạ dưỡng da ở nhà. Và thỉnh thoảng thì cũng một tuần đó Phương Anh cũng sẽ đắp mặt nạ ngủ cho một tuần một lần. Và thế là mặt nạ thì sẽ cấp nước cho da của mình rất là nhiều độ ẩm và sẽ không bị mọc mụn, tại vì da của Phương Anh sẽ rất là khô sau khi rửa mặt xong. Vì vậy lúc nào chúng ta sẽ cấp ẩm đầy đủ cho khuôn mặt. Có tháng thì Phương Anh chả mua một chút mỹ phẩm nào, nhưng mà có tháng khi mà mỹ phẩm hết đi thì nó sẽ rất là tốn nhiều tiền và nó sẽ rơi khoảng hơn 5 triệu nếu mà tất cả mọi thứ hết, như là mỹ phẩm, bôi skincare hết, hoặc là kẻ mắt hết, hoặc là chân mày hết, là sẽ phải mua rất là nhiều. Món đồ skincare mà Phương Anh không thể sống thiếu đó chính là kem nền. À không, nhầm, không phải skincare rồi, nhầm. Món đồ skincare mà Phương Anh không thể sống thiếu đó chính là kem dưỡng ẩm và serum. Nó cũng tương tự giống nhau, nó sẽ cấp ẩm cho da của mình rất rất nhiều và chúng ta không thể thiếu. Nếu mà thiếu thì chúng ta sẽ bị lên mụn hoặc là bài tiết dầu rất là nhiều da khỏi làn da của mình, và từ cái dầu đó nó sẽ khiến cho bạn có những cái cục mụn ẩn hoặc là mụn đầu đen ở mũi. Và khi mà phải đi bác sĩ để lấy nó ra thì rất là khổ. Có khi những bạn để lâu thì sẽ bị rỗ nữa. Nên là các bạn hãy phòng trừ còn hơn là bị thiệt hại nhé. Chi tiết về skincare của Phương Anh. Bước 1 sẽ là tẩy trang bằng một sản phẩm dầu. Phương Anh thì thường phải đi event nên là lớp make up rất là dày, nên là phải dùng dầu. Chứ nếu mà các bạn không cần phải make up nhiều thì hãy dùng dạng nước, nó sẽ tốt hơn cho làn da của mình. Và sau đó, sau bước tẩy trang thì sẽ là rửa mặt. Rửa mặt bằng sản phẩm kem dạng bọt. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Những cái sản phẩm rửa mặt trên thị trường như của các hãng tầm trung là Phương Anh sẽ dùng, tại vì Phương Anh không quan trọng rửa mặt cho lắm. Và khi mà rửa mặt thì Phương Anh sẽ dùng máy rửa mặt để làm sạch sâu trong da. Sau khi rửa mặt rồi thì Phương Anh sẽ lau nước trên mặt và bắt đầu bôi nước hoa hồng. Nước hoa hồng sẽ giúp cân bằng độ pH trên da và khiến cho làn da của bạn cũng sẽ lau được một ít phần nào đó bụi bẩn khi mà bạn chưa rửa mặt hết. Và sau bước nước hoa hồng thì sẽ là nước thần thánh. Nước thần thánh này các bạn nghe có quen không? Đó là của SK2. Thì Phương Anh cả bộ skincare của Phương Anh đều là các sản phẩm của SK2. Thế nên là bôi nước thần xong thì sẽ phải bôi ngay serum, không thì sẽ bị bay hơi mất. Mà bôi xong serum rồi chúng ta cũng phải bôi thêm dưỡng ẩm luôn, cũng không thì cũng bay hơi mất. Vì vậy nên là cái bước kem dưỡng ẩm sẽ khóa ẩm trên khuôn mặt của bạn. Và khi mà dưỡng ẩm xong rồi chúng ta lại phải đến kem mắt. Mặc dù Phương Anh chưa đến 25 tuổi nhưng mà vẫn phòng trừ còn hơn là thiệt hại. Thế nên là chúng ta vẫn sẽ bôi kem mắt cho da, tại vì Phương Anh phải make up rất nhiều, cũng sẽ phải gắn mi này, rồi tẩy trang, rồi sẽ làm tổn thương vùng da ở mắt, sẽ khiến bạn già rất nhanh. Vì vậy hãy dùng kem mắt.
Và Phương Anh cũng bật mí là Phương Anh dùng bộ skincare của SK2 cũng là cho da lão hóa sau 25 tuổi mới dùng, nhưng mà Phương Anh vẫn dùng từ lúc 19 tuổi. Chắc là mong là sẽ trẻ hơn được vài năm. Và thế là kết thúc phần skincare của mình, cũng khá nhiều bước. Và thỉnh thoảng mình cũng rất lười khi mà phải bôi skincare, thế nên là lúc nào mà mình lười quá hoặc là đi quay về muộn, mình sẽ chỉ rửa mặt và bôi một lớp mặt nạ ngủ và đi ngủ luôn. Nếu mà có thể phản ứng nhá thì à, thử mặc giống chị đi, anh có đẹp không? Có, nhưng mà cá tính mạnh thì được, nhưng mà đừng cá tính như con cá là không được. Khác rất nhiều, màu tóc khác này, kiểu tóc khác này, phong cách khác, và mình trưởng thành hơn này, trưởng thành trong tất cả mọi thứ. Và mình... Cái này gọi là gì nhỉ? Kiểu càng ngày càng hâm hơn lúc trước rất nhiều. Không, hiền và... Mình nghĩ là không, hiền và kín tiếng, nhưng mà lại nổi trên phong cách. Trong các cái mà bạn làm, những cái chuyên môn, nó sẽ nâng cao bạn một cái tầm khác. Không cứ la 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 là vui đâu. No. Gai góc thì có, nhưng táo bạo thì thôi. Tiết chế một chút, tại vì mình vẫn còn trẻ, mình không muốn cái hình ảnh mình sẽ bị sexy quá đà. Nếu bị chê thì Phương Anh sẽ... mình cũng bị chê rồi ấy chứ. Nhưng mà nó toàn là những cái comment trên Facebook ấy, mình cũng chả thể gặp họ để mình mắng họ được. Nên cũng không biết làm gì, ngậm ngùi mà đọc thôi, đọc các comment ấy thôi. Phản ứng người ta cũng không thể biết được, tại vì chúng ta chỉ kết nối nhau qua chiếc điện thoại. Không phản ứng được, người kia cũng không thể biết được. Nếu mà có thể phản ứng nhá thì là... Thử mặc giống chị đi, anh có đẹp không? Thần tượng trong giới người mẫu của mình là chị Irene Kim đến từ Hàn Quốc. Tại vì cái, từ lúc mà trước khi thi The Face là mình đã tìm đến chị ý để có những cái cảm hứng trong cái công việc là người mẫu ảnh của mình. Chị có cái phong cách cũng rất là đẹp nữa. Các bạn nên tìm hiểu chị ý. Bất cứ người mẫu nào thì đều có dự định này, và Phương Anh cũng không ngoại lệ. Tại vì môi trường quốc tế khiến cho mình có những cái kinh nghiệm mà rất là chuyên nghiệp. Ước gì đấy là sự thật. Nếu mà đấy là sự thật thì bây giờ nếu mà có đại gia chui cấp cho mình thì các bạn chắc bạn nữ nào cũng sẽ ấy mà. Nhưng mà mình cũng có, mình ước đấy là sự thật, nhưng mà chắc không bao giờ là sự thật kia. Quỳnh búp bê, hiện giờ mình rất thích xem phim Quỳnh búp bê. Mình thích nhân vật Mi Sói trong Quỳnh búp bê, tại vì chị ấy diễn quá xuất sắc và quá đạt, mình muốn được diễn đỉnh như chị ấy. Nếu mà mời đóng phim thì Phương Anh sẵn sàng đồng ý với các kịch bản mà hợp với Phương Anh. Còn nếu mà cái nhân vật đấy quá khó thì thôi không muốn làm hỏng cả bộ phim của mọi người. Nếu mà được đánh nếu mà được diễn vai của chị Nhi Sói thì đấy là một thử thách rất lớn, vì Phương Anh cũng muốn mình trở nên ác độc. Mình thích rất nhiều ca sĩ, chị Bảo Anh này, mình thích nghe nhạc của Đen, thích thỉnh thoảng nghe nhạc rap, B-Ray. Nhiều quá. Người đi hát có, nếu mà đấy là một bài hát phù hợp với chất giọng của Phương Anh. La 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 la. Mọi người bấm giờ vào nhau quá 15 giây là em thôi đấy. Em muốn tiết kiệm lắm. Phải, em không biết tạo nhiều dáng. Đầu chưa? Em thấy cái Phương Ảnh kiểu sợ đây. Có khung cảnh sợ đây. Dượng nói với Quỳnh búp bê ạ. Dượng đây. Nếu mà em mà Quỳnh búp bê á, em bảo ôi, em không phải Dượng. Dượng đi.